cả hai sư phụ của Tôn Ngộ Không là Bồ Đề Tổ Sư và Đường Tăng có điểm chung là khi Ngộ Không phạm sai lầm thì họ đều chọn cách nghiêm khắc là đuổi đi. Những ai từng đọc hay xem bộ phim Tây Du Ký đều biết rằng Bồ Đề Tổ Sư là một người có pháp thuật và đạo hạnh vô cùng cao thâm. Tuy nhiên, thân phận của nhân vật này lại cũng vô cùng bí ẩn. Mọi người chỉ biết ông ẩn cư tại Tây Ngưu Hạ Châu, ở trong linh đài Phương Thốn Sơn, Tam Nguyệt Tam Tinh Động. Còn Đường Tăng kiếp trước vốn là Kim Thiền Tử, đồ đệ thứ hai của Phật Tổ Như Lai. Do Kim Thiền Tử ngủ gật và vô tình đã đổ một hạt gạo nên bị phạt đày xuống trần gian tu 10 kiếp và phải trải qua 81 kiếp nạn mới được trở lại Linh Sơn. Trong Tây Du Ký, Bồ Đề Tổ Sư và Đường Tăng có điểm chung đều là sư phụ của Tôn Ngộ Không và khi Ngộ Không phạm lỗi cả hai đều chọn cách đuổi người học trò này đi. Bồ Đề Tổ Sư là người thầy đầu tiên của Tôn Ngộ Không. Ông đã truyền thụ cho Tôn Ngộ Không 72 phép thần thông, giúp Tôn Ngộ Không trở nên mạnh mẽ, tài ba. Tuy nhiên, khi Tôn Ngộ Không phạm sai lầm, biểu diễn phép thuật trước chúng bạn, Bồ Đề Tổ Sư đã đuổi Tôn Ngộ Không đi. Bồ Đề Tổ Sư biết rằng Tôn Ngộ Không là một người có bản tính ương ngạnh, bướng bỉnh, nếu không nghiêm khắc thì rất khó để dạy bảo. Việc đuổi Tôn Ngộ Không đi không chỉ là một hình phạt, mà còn là một cách để Tôn Ngộ Không nhận ra lỗi lầm của mình và tự giác sửa đổi. Ngoài ra, Bồ Đề Tổ Sư còn có thể nhìn trước số mệnh trong tương lai của Tôn Ngộ Không, nên việc đuổi đi chính là để Ngộ Không tiếp tục con đường tu hành của mình. Đường Tăng là người thầy thứ hai của Tôn Ngộ Không. Ông là một người từ bi, luôn mong muốn tu hành thành chính quả. Trong hành trình đi Tây Trúc Thỉnh Kinh, Tôn Ngộ Không đã nhiều lần phạm sai lầm, khiến Đường Tăng bị nạn. Tuy nhiên, Đường Tăng không bao giờ bỏ rơi Tôn Ngộ Không, mà luôn kiên nhẫn dạy bảo, răn đe. Khi Tôn Ngộ Không đánh chết Bạch Cốt Tinh giả dạng, Đường Tăng nhất quyết không tin lời Tôn Ngộ Không, mà đuổi Tôn Ngộ Không về Hoa Quả Sơn. Đường Tăng biết rằng Tôn Ngộ Không là người có lòng nghĩa hiệp, nhưng lại thiếu sự suy xét, nên đã mắc phải sai lầm. Việc đuổi Tôn Ngộ Không về Hoa Quả Sơn là một cách để Tôn Ngộ Không có thời gian tĩnh tâm, suy nghĩ lại về những việc mình đã làm. Có thể thấy, việc Bồ Đề Tổ Sư và Đường Tăng đuổi Tôn Ngộ Không đi đều có mục đích tốt đẹp. Nó là một cách để Tôn Ngộ Không nhận ra lỗi lầm của mình và trưởng thành hơn. Nhờ những lần bị đuổi đi, Tôn Ngộ Không đã dần trở nên chín chắn, biết suy nghĩ thấu đáo hơn. Ông đã trở thành một người học trò đắc lực của Đường Tăng trong suốt hành trình đi Tây Trúc Thỉnh Kinh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.